Chào tất cả anh em và bạn bè nhé. Em là Dần Cơ Khí đây. Hôm nay em tiện đóng hàng đi thì em hướng dẫn luôn cái cách dùng cái đẩy thuyền 12 và 24 bên em nhé. Thực ra bên em vẫn sản xuất rất là nhiều. Rất là nhiều và bán rất là nhiều cái này, nhưng mà do thời gian nó bận, em lại kiêm thêm cái việc là lắp âm thanh karaoke gia đình với sự kiện nên là nó hơi bận. Hôm nay em làm cái video này để hướng dẫn anh em cách sử dụng hiệu quả nhất về nó. Đây. Đây, cái này là tất cả những cái này là dòng động cơ không chổi than nhé. Hàng này là hàng bãi, hàng motor bãi của Nhật nhé. Đấy, đều không chổi than, từ công suất nhỏ đến công suất lớn nhé. Bên em vẫn đang sản xuất rất là nhiều và làm rất là uy tín nên là mọi người cứ yên tâm sử dụng nhé. Hàng của em là bảo hành đầy đủ nhé, bảo hành đổi mới trong vòng 3 tháng, mà ai đã sử dụng và liên hệ để làm việc với em thì biết đấy, em không phải là nói suông đâu, em là làm nói như nào là làm như vậy. Đây, ở trên đây thì em tạm hướng dẫn qua như này. Ở trên đây nó có 3 số này này, 1 2 3 này. Đấy, trong khi đó là cái số 1 này này là cái số chỉ nhận tín hiệu lùi thôi. Ví dụ như anh em bật đây đây. Đây nhìn này. Bật về số 1 này. Đấy, nó đảo chiều thì lại tắt đi, bật về số 2 nó đảo chiều này. Rồi. Nếu bật về muốn đảo ngược lại thì lại bật như này. Đấy, lại lên số 2, bật đi phát nó nhận tín hiệu lùi thì lại lên số 2. Đấy, thì nó sẽ chạy ngược lại. Nó chỉ vậy thôi. Cái số đây là số này là số 12 thì là số 123, số 1 là lùi, số 2 là số trung bình, còn số 3 là số ma nhanh nhá. Đấy, nó có đây này. Xong anh em bật là phải kéo ga như này mới chạy nhá. Có người về là cứ bật mỗi cái này không không chạy là bảo nó không chạy, là không phải đâu nhá. Nó phải mình phải kéo ga nó mới chạy. Đấy, có một vấn đề nữa. Ở đây là đây này, tất cả các cái đài truyền của em đều thêm một cái chức năng này là có chân này, có chân hoặc có tay thì chỉnh nhanh chậm ở đây, không chỉnh nhanh chậm kéo kéo nhanh chậm bằng tay ga này cũng được, nhưng mà khi anh em mỏi tay rồi thì anh em sẽ dùng cái cò. Bây giờ chỉnh hết lên thì chập này, chập đây. Đấy, chập đây nó chạy rất là mạnh này. Đấy, anh em chỉnh chậm đi này. Đấy, có thể chậm đếm được vòng được, chậm nữa cũng được. Đấy, chỉnh ở đây nha. Chỉnh đây này. Nhưng mọi người cứ không biết là cái tác dụng của hai cái dây màu xanh nước biển và màu xanh lá cây này là nó tác dụng gì. Đấy, nó là cái chế độ chiết áp nhá, chỉnh nhanh chậm chiết áp. Hàng của em là sản xuất là 100% là hàng mới hết nhá, chứ không không phải là mấy cái đi IC với mấy cái motor đi nhặt cũ về rồi làm vớ vẩn đâu nhá. Này, hàng IC này mới hết này, mới tinh luôn, mới tắt làm 100% là mới nhá. Này, anh em sử dụng thì yên tâm nhá, mua hàng bên em yên tâm về cái khoản hàng chất lượng như nào nhé. To bé em cũng có hết nhé. Tới đây thì em xin kết thúc video để em đóng hàng cho khách, em quay tại xưởng.